Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trần Quỷ Family Cuộc Sống và Game Minh nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu món lẩu mộc vịt lộn miền Tây đạm bạc, rẻ tiền, dưới 100.000, 3-4 người ăn, ăn không hết luôn. Rồi, thì không nói nhiều đâu, thì bây giờ mình sẽ đi mua đồ về rồi chúng ta cùng làm nha. Rồi, let's go. Thì nguyên liệu để nấu cái món lẩu miền Tây hộp vịt lộn đạm bạc này của mình á thì gồm những thứ này ha các bạn. Hành lá 5.000, cải ba xanh, mức hương hai cái này thì 15.000, cải thè bó này 10.000, vài miếng tàu hũ 10.000, nấm rơm 10, trứng hộp vịt lộn và rau răm này thì người ta tặng kèm theo với hộp vịt, mình không có rau răm thì không có tốn tiền mua, còn những cái này thì do người bán người ta cân á nên mình cũng không biết là bao nhiêu gram đấy. Những này chắc khoảng 100 gram quá. Người ta bán 10.000, mình chỉ biết 10.000 thôi. Cái này thì 6.000, mỗi miếng 2.000. Thì các bạn có thể nấu cái món lẩu hộp vịt lộn này á theo nhiều cách khác nhau, nhưng mà cơ bản thì gồm những cái vật liệu như thế này ha. Ở đây mình hết mùng tơi rồi, chợ hết mùng tơi rồi nên mình mua cải bẹ xanh này á để mình thay vào thì ăn nó cũng ok, nói chung là cũng tạm thay với mùng tơi được, nhưng mà nếu ngon hơn thì mình sử dụng mùng tơi á, mà nấu thì nó sẽ ngon hơn, nó ngọt nước hơn. Rồi ok, thì nguyên liệu của mình cần những thứ này. Còn nếu như các bạn muốn ăn thêm những cái rau gì đó, các bạn có thể mua kèm rau vô thêm ăn, ví dụ như không ăn mùng tơi được thì mình ăn rau dền, mình mua kèm rau dền hay là rau đắng, nếu như mà các bạn muốn ăn có vị đắng thì mình mua kèm thêm rau đắng ha, chứ cũng không nhất thiết các bạn phải sử dụng những cái loại rau này giống như mình, nhưng mà cơ bản thì mình sử dụng những loại rau này để mình nấu cái món hộp vịt lộn thì cũng gọi là ok và ngon rồi. Rồi ok, let's go. Thì bây giờ chúng mình bắt đầu nha. Ok. Thank you.
Ok, xin chào các bạn. Thì sau một khoảng thời gian mình sơ chế thì được như thế này ha. Thì mình cần chuẩn bị thêm một số dụng cụ để vật liệu để nấu ăn, ví dụ như dầu ăn, rồi bột nêm, ngọt, đường, muối. Cái này, đây mình nói cho bạn nghe cái này. Lúc nãy mình mua 3 miếng mà mình phải bỏ bớt một miếng vì nó bị bở ra và nó chua quá. Tại vì mình mua tàu hũ nó cũng lúc về chiều quá nên có cái nó cũng hơi chua rồi. Thì mình phải chế nước nóng vô để cho nó bớt cái mùi chua lại. Nếu như được các bạn nên mua tàu hũ buổi sáng và mua tàu hũ trắng thì mình nấu nó sẽ ngon hơn và nó hay hơn là tàu hũ mình mua lúc chiều. Nói chung này cũng còn ăn được chứ không phải là ăn không được. Rồi, ok. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu ha. Mình sẽ cho bớt dầu ăn vào để mình khều tàu hũ ha. Nếu được các bạn chuẩn bị thêm một ít củ hành tím á. Để chi? Để cho mình khi mình khều lên á thì nó được thơm. Nó khều lên á nó được thơm các bạn. Thì mình cho một ít dầu ăn vào ha. Mình thì mình nhà mình có hành phi sẵn rồi thì một chút mình sẽ bỏ vô sau. Bỏ hành phi sẵn vô thì nó cũng thơm nhưng mà nó không thơm bằng cái hành phi mà mình làm ở tại thời điểm mình nấu hết các bạn. Về cái lượng dầu mình bỏ vô thì mình bỏ vừa phải thôi, mà tùy mọi người ta ăn dầu như thế nào á. Nhưng mà khuyên các bạn á, thì cũng đừng nên ăn dầu nhiều quá. Mình ăn nhiều nhiều quá nó sẽ nhiều cholesterol lắm, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho tàu hũ vào để mình khều trước ha. Cho tàu hũ vào mình khều sơ qua các bạn cho nó đỡ cái mùi chua và nó thơm hơn. Bạn khều đến khi nào các bạn cảm thấy nó hơi vàng vàng á và nó có mùi thơm rồi mình bỏ nấm rơm vào ha. Nhà mình nó hơi tối các bạn nên mình phải bật cái này để mình quay vì cũng mới tập tầm làm YouTube rồi nên chưa có kinh nghiệm lắm. Để là khi mà ổn ổn mình sẽ mua cái đèn chiếu sáng á. Mình về mình làm rồi mình mua luôn một cái đế mà để điện thoại á. Mình làm mình quay rồi mình quay bài bản này cho các bạn xem nó sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì cây nhà lá vườn thôi. Mình có gì thì mình sử dụng đó. Đó. Sau một khoảng thời gian khều á thì hũ nó cũng được vàng một xíu rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó rơm vào để mình khều chung các bạn. Này mình nấu cũng dạng như đạm bạc đủ gia đình ăn thôi chứ mình không nấu nhiều dạng như khổng lồ như một số người ở trên mạng. Mình nấu nhiều cũng rồi mình ăn không hết. Với lại vậy như mình nấu đạm bạc tiết kiệm á, mình hướng dẫn các bạn nấu tiết kiệm là đủ gia đình mình ăn. Cái nồi này mình nấu mà đủ gia đình mình ăn khoảng 3 người là ăn là vô tư luôn các bạn, hết luôn á, ăn đâu phải 2 lần nó mới hết. Sau một khoảng thời gian mình xào mình thấy nó đã đều rồi, nấm rơm thì nó cũng hơi mềm mềm rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước vào. Nước này thì các bạn cho tùy theo
lượng ăn của mỗi gia đình ha, chứ nó không có cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà 1 lít hay là 2 lít như thế nào đó thì tùy thôi, tùy ở nhà mình ăn như thế nào đó và cho bao nhiêu người ăn thì mình cho vào bao nhiêu thôi. Này thì mình đã nước này mình đã nấu sẵn trước rồi, chín sẵn trước rồi để mình rút ngắn giai đoạn đó các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho mướp hương vào ha. Thì những cái đồ mà khó chín á thì mình sẽ cho vào trước, những cái đồ mà lâu chín á mình sẽ cho vào trước để cho nó chín trước. Rồi những cái ví dụ như rau hay này nè, rồi khi mà các bạn ăn á, ăn bao nhiêu thì bỏ vào bấy nhiêu, mình cho vào trước thì nó sẽ bị nhừ ra hết, vậy chín quá nhừ ra mình ăn không ngon. Thì khi mà mình ăn á, mình ăn bao nhiêu mình cho vào bấy nhiêu thì khi mình ăn á thì nó sẽ ngon hơn. Rồi sau một lúc mình nấu thì mướp hương và đậu hũ thì nó cũng mềm nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nêm nếm ha. Thì tùy vào gia vị của mỗi người nên sẽ nêm nếm khác nhau ha. Thì mình sẽ cho đường, ngọt, nêm, rồi một ít nước mắm cho nó có thêm thơm cái mùi vị của nước mắm, là nó đặc trưng của lẩu, là mình có cái vị nước mắm là nó mình nghe cái mùi đặc trưng của lẩu rồi. Thì và bỏ vịt vào ha, vì bây giờ mình ăn luôn nên mình sẽ bỏ vịt vào. Thì hột vịt á, tùy theo mỗi người, người ta thích luộc trước rồi mới bỏ vào, hoặc là mình đập sống hột vịt này mình bỏ vào luôn. Nó có nhược điểm riêng các bạn, khi mà bạn luộc chín rồi thì nước ngọt của nó không còn được nữa. Nếu như các bạn luộc chín thì mình khuyên là nước các bạn nên để vào trong nồi lẩu luôn, nước luộc rồi. Nước mình luộc ở trong cái hộp vịt này nè mình để vào trong lẩu luôn thì cái lẩu mình nó sẽ ngọt hơn. Còn mình thì mình đập hộp vịt mình bỏ vào luôn, mình không luộc trước, thì như vậy thì cái chất ngọt nó sẽ được giữ nguyên hơn là cái lúc mà mình luộc hộp vịt rồi mình mới đập vào. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ vịt vào ha. Rồi ok, sau khi một khoảng một thời gian mình sơ chế và nấu nướng thì nó hoàn thành xong món lẩu hột vịt lộn các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức với Trần Quỷ và Family cuộc sống của gia đình mình ha. Khi người đàn ông vào bếp nấu ăn thì sẽ như thế nào ha? Thì mời các bạn cùng thưởng thức với gia đình mình. Rồi, mời các bạn thưởng thức ha. Kế bên là hình cháu của mình. Nó nói mình giàu quá rồi làm YouTuber gì. Đó xuống rồi. Vậy nha.
được. Thôi giờ mình lấy đập trứng bỏ vô mình ăn luôn. Không quay lại cảnh đập trứng bỏ vô cho bạn coi. Nước ngọt. Ngon các bạn. Nước đúng ngọt. Nước ngọt à? Bạn bỏ hành phi vô ăn nó thơm. Hành phi nãy thì mình nhà mình có hành phi sẵn rồi nên mình bỏ vô sau. Còn nếu bạn chưa, bạn phi hành lúc trước á ăn nó thơm. Rau hủ rồi thịt lộn. Thì các bạn với các bạn mà nấu mà 10 trứng một vịt lộn nè mà chỉ với nhiêu này nước nãy giờ mình quay với bạn coi á thì trời ơi nó ngọt thì thôi chứ bạn nên nếm được khoảng 1-2 muỗng bột nêm hoặc là bột ngọt rồi đường rồi vô nó ngọt khỏi nói luôn. Bạn thấy lỗ vịt lộn của mình nó đạt bạc không, chưa đến 100.000 được cái lô vịt lộn cả nhà mình ăn, người trước người lộn ăn sẽ không hết, tối ăn thêm. Không ngon hết. Thôi không ăn mấy con này đâu. Thôi lâu anh cầm khỏi bạn. Ngon. Mình thì gia đình mình một vợ hai con. Con mình là đứa lớn tuổi mấy, đứa nhỏ thì chưa ra đời. Tập tành mình bơ đồ theo đuổi đam mê thôi. Chứ không gì đó. Đó, vợ mình đó. Cái này mà anh em mà có người á tụ tập lại mình nhậu mà không biết làm gì á, bạn làm món này ăn ngon. Ôi nó rẻ mà ốc nó ngon nó nóng. Ôi à, cái đây là nè dẫn lại ốc nhắc ra. Nhà mình á cái bếp ga mini á, nhỏ em nó lấy đi xuống Sài Gòn á, nó nấu dưới rồi nên là bếp ga mini hiện chưa có, mình bỏ đồ vô sẵn hết luôn ở dưới bếp ga nhà dưới lên chỉ ăn thôi mấy bạn rau hết. Thank you.
nhiều lắm, ăn không hết nè. Này tối ăn tiếp. Mời bạn. Cái này các bạn á, ăn không gần với bún cũng được, mà là ăn với mì ăn. Nhà mình thì bán mì gói, hôm nay ăn với mì tươi. Nước ngọt mời chứ không bị lộn các bạn nhé. Nước ngọt khỏi phải nói luôn. Mở bạn không bị lộn về mấy. Gì con? Anh đây chút bớt tổng công khác. Xong nhà vợ mình có khách đang thích khách đây, cháu mình ăn còn như đây nữa hết dĩa mì rồi. Mình xin phép kết thúc video tại đây ha. Thì các bạn thấy hay thì nếu thấy hay thì nhớ like, share và comment ha, phía dưới bật chuông thông báo kênh của mình ha, để ủng hộ mình nha. Chia sẻ clip để ủng hộ kênh của mình. Kênh của mình là Trần Quỷ và Family Cuộc Sống. Mình cũng có làm về game mình lắm, làm về game quân. Thì các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nhé. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Qua ngày mai mình sẽ làm thêm món khác để mình hướng dẫn để các bạn xem vui của mình ha. Rồi xin cảm ơn các bạn. Chào bạn nha.